là hai cặp loa bookshelf. Cặp loa bên tay trái em là model là M90HD dòng Sony của bộ dàn HDD dòng cao, bát lõm, bát là 14 cm, hình thức cái kiểu thiết kế của bát chép rất là đẹp, chép đơm nha. Chiều cao của loa là 24 cm, chiều ngang của cả cặp loa là 32 cm. Công suất loa không ghi trên loa. Cặp loa này em bán là 800.000, có đủ lưới loa. Mình qua bên đây nha. Đây là cặp loa của dàn Sony chạy HDD M700HD. Chiều cao của loa là 28 cm, chiều ngang của cả cặp loa là 28 cm. Công suất loa không ghi trên loa, bát là 12 cm. Cặp loa này cũng là chép đơm. Nếu các mua hết hai cặp giá 1.300.000 trên hai cặp, còn mua lẻ cặp này có lưới loa 800, cặp này không có lưới loa là 700. Còn nếu mua luôn hai cặp là 1.300.000 trên hai cặp. Hai cặp loa của Sony chạy HDD bass cực kỳ tốt. Sony lúc nào cũng vậy, thiên bass, nghe chất lượng vô cùng. Trong khi đó cái bass này là quá đẹp, thiết kế màu trắng rất là sang mà bass lõm nó lên tới 14 cm luôn. Mình vừa nghe một đoạn nhạc sôi động của hai cặp loa luôn. Em test hai cặp loa, bây giờ em test một cặp cho các anh xem nè. Mình đang nghe cặp này nha. Bây giờ em sẽ tắt nè. Này, mình đang nghe cặp này tắt, bây giờ mình qua cặp này nha. Nhận hàng tại nhà, các anh chỉ cần cọc trước một ít cho bên em là bên em sẽ ship CD cho các anh nha.